đập con gì nhảy nó theo con đất này, nó bút này nhìn ngày qua ngày tôi mất. Vậy mà không cha đúng không? Hello, chào một người xem live nha, hai người nha. Chín giờ xuống cần. Cái đà phải kiếm mấy thằng bự bự con về quýnh chọi mới nổi chứ em nhỏ quá chọi không nổi. Thấy không anh? Màu mà màu trắng. Này cũng đen, đen xanh. Có mình em ở Ngọc Trinh nè. Chết. 9 giờ mà 9 giờ mới xuống. 9 giờ mới xuống rồi. Quên đem cái theo mục tiêu rồi. Năm phút nữa. Lâu lắm rồi, 2 năm rồi mới chơi lại. Móc vô trúng lỗ bên này ngồi nắng muốn chết. Chuẩn bị. Đâu để kiên hộ đâu ta? Để đây này đi. Đụng mới để sao cũng rớt đụng mới vô làm cái chấm vô trong cái. Ba màu đẹp không? Xanh. Làm cái chấm nậu mới vô trong cái xô nước coi như hồi đó đánh nậu cái đồng quê nậu đậu điện thoại đâu nằm trong thau nước đây. Chuẩn bị nha anh em. Đứng đây nè Danh. Danh đứng đây này cho dễ nha. Người đó dướng cái ngọn lắm. Chuẩn bị à. Trời ơi. Chứ từ từ bén dữ nha. Cái này không tin nha, bén dữ vừa chớp lôi lên cái là xuống thử. Quá ghê anh em chớp lo. Xuống cả anh em ơi. Đây. Quay lại anh em ơi. Xuống cần. Đúp sấp anh em ơi. Lên cái khăn ra. Sấp nha anh em ơi.
bên này như ít hơn bên đó. Nó lớp sốt về hay không? Nó bờ đó mặt mấy cá đậu mấy cá chụp mặt ha. Tí tí. Bắt cá bự đỡ mà. Ê. Hả? Bên đây. Bên đây. Đâu, con đầu tiên quấn đây. Ok, con này bắt. Thay đâu đầu tiên? Thay đầu tiên ha. Thay đâu con đầu tiên đi. Có thấy còn lên không ta? Đây rồi. Bắt. Cái gì? Cá đủ má. Để cho em cho ta chơi cái này. Mấy cục đầu mà, cái đâu rồi không đời. Về tôi xíu dưới sao. Không biết con điện theo mình đi chữ. Đó. Đi vậy đi anh. Sao pháo vậy thấy sao sai vậy? Cá mấy nhờ. Chụp giác gì? Đúng không? Đúng. Bộ mình tráng này nè. Bộ mình tráng này. Đây, đây, đây. Đây. Lên ngoan quạt. Mới chơi bên này không anh Hoàng? Quýnh độ máu qua bờ này quýnh ngầm chứ nó bệnh chỉ tích xúc độ máu ba cá nhỏ nhỏ lên khỏe luôn nhầm khỏe hả anh nhờ bữa độ quá bắt cho cứu vô hả ba bộ bắt quá thật hai xe máy hả hai xe vô còn rồi mà cứ tính đi bộ đồng 100 kg rồi có nhiều chuột sao? Có nhiều chuột bắt hết rồi ừ thôi không sợ được nào luôn. Điện thoại của anh đủ quá nó tới thu gì như cái lùm quẹt rồi để luôn không có cái mình chọn có cái gì sạc rồi không có ừ.
Còn má anh tính mày không uống luôn chứ. Ừ, uống rồi mà. Một bờ bắt cá lấp xúp, độ một bờ chưa có cá nào. Như bờ bên mình chưa, bờ bay chưa có rồi. Quá trời quá, chưa có chưa. Bờ cá nhỏ trẻ nó nha. Đầu lớn nào cũng vậy. Đầu đó ngồi rồi mà lúc nào cũng có cá. Hai súng. Hai súng nha anh em. Rồi cái gì vậy? Lên hả? Thank you.
Chị anh này. Báo lên 9 mấy. 9210. Lấy nhau vô dắt lên đi. Bốn anh. Bốn anh. Giờ bụng ghê vậy. Giờ bụng ghê vậy. Nước không, nước không. Nãy anh vụ em cái đụng, giờ em vụ anh lại cái chứ. Đúng không? Vậy anh em mới quà được. Má vụ không là chết rồi. Nãy anh vụ em cái. Mới quýnh con cá nước không? Ủa, nhỏ bờ là còn trong tiếng mà. Nhỏ bờ còn tiếng thì tiếng nhưng mà nhỏ bờ. Ủa, 6 chồng thôi. Mà tính dụ tôi nữa hả? Lừa ta. Ôi, con này bắt nè. Tôi bắt đầu tôi có hiện tượng rồi. Nó bận quá nha. Vậy em lấy ra đậu ấy. Hai đồng nó lớn lên. Có hai chứ, hai bộ. Hai bộ anh cũng có éo rồi.
nào không? Má mới chơi luôn chạy luôn hả Vinh? Có nào quýnh trâu bắt cá bự thấy không? Thấy không? Mày đủ mà tính vũ ăn nữa hay gì à? Có tính vũ nữa để không ơi. Đâu thằng băng đi cá ngủ mẹ nhỏ vợ cần nổi á thiệt ăn luôn sao vết đó 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 nè con bắn lửa à nó rồi mà ăn mà đã luôn vô vô móc mồi nha. Có chuyện dướng á. Dài dữ hả? Rùng xuống thôi. Wow. Ừ. Mà cũng còn bén lắm nha. Giữ rồi đi. Rồi. Rồi cầm luôn cái ăn nữa giờ nè. Gác lên nó ăn cái lụa. Má cũng còn bắt được chứ. Phong độ chứ là nhất thời đẳng cấp nó làm mấy mãi. Thấy không? Ừ, khỏi chỉnh đi, nó khỏi chỉnh ăn liền mà, chỉnh cái gì? Anh cứ máng cò lên cái đại đó đi, tự dây chìm, tự ấy, tự dở luôn à. Để con mồi là không có mồi đâu quýnh. Để bắt cái anh này có chưa? Không có, ý là kêu là lừa á. Mấy này bắt con, anh không mệt chứ. Giỡn chứ động rồi, để bắt con này cho. Bắt đi, cứ quýnh thoải mái chơi đi, trừ vui vẻ, anh em vui vẻ là gì đâu. Chục nữa rồi chứ đâu. Bắt cho sướng rồi chứ. Rồi, đi chơi luôn. Tôi bắt đầu tôi không vui gì anh đó. Chuột chuột chứ đừng bắt sảy nhiều quá đấy. Cái gì? Ngồi là quýnh cột luôn nè. Cột quá, cột xuống chứ, cột liền. Em kia cứ quấn xuống anh Vũ chét chét anh để đó anh treo cò thôi khỏi anh xe à. Ừ. Quấn gì chứ rơi má. Quấn gì bò chập sao đó. Rồi Vũ gì thôi rồi để vậy á.
bỏ xuống treo căng lên đụng rồi rồi đó, quay cái tay quay qua vậy rồi rồi rồi, rồi lấy cờ lên thôi, khỏi làm tự động bắt rồi, khỏi xe khỏi xiết vậy đi vô, sợ vô chưa kịp tới đây nữa nè. Thôi gì? Thôi về buồn quýt ra đó chị, thôi thì thôi thôi. Má giờ biết rồi, kéo cao ngoài cái nhỏ không? Đồ má đứt đứt nợ luôn. Con nào đứt đỉ má, vừa nãy cá kia chụp rồi. Con nào? Má rửa rồi. Má quýnh hai cọc đủ, má bắt hai chục. Mày quýnh, mày biết cái này quýnh. Dạ, anh biết cái thằng là đụng máu quýnh thục ra ngoài là đụng máu quýnh cái chuột không. Hàng gì nãy giờ đụng mới anh đéo học ra ngoài. Vậy em cũng không nói. Nói chị trời. Để cho anh vui sướng đi. Mà cá hút xúc không? Ừ? Đâu mà mấy cái nhỏ đó nói gì? Từ đụng mà có cá mà vô rồi không có câu có cá nha, khóc rồi. Cá đụng á, ta yếu mà đụng quá chết lên luôn. Con cá khóc quá. Gì biết hả? Má nãy lên Quỳnh xuống chụp cái hộp chứ bộ. Để nó chụp à. Ủa nãy đứt lý nào? Đứt là cam. Hả? Là con lúc em đang quýnh đó phải không? Ừ, má lên thôi đứt luôn. Đúng không? Giờ mới đi hả? Ừ. Anh thấy không? Anh thấy luôn. Chứ anh đậu anh thấy mà chuẩn bị mình có cá đó. Gì? Cỡ nhỏ. Để đi anh ra anh hỗ trợ. Chọc má dạng cá cũng lựa người ăn ta. Tới chưa? Chưa mà. Để mở cho anh cái xe nó. Chịch chịch vô trong. Hả? Chịch chịch vô trong.
xịt vô trong nó lớn hơn đụng ở ngoài. Hello, chào thằng quen. Nhắc cái đít lên ra vậy. Để anh. Rớt ra ngoài luôn rồi. Rớt. Cái đầu đụng mới lên bảng là đụng á cũng được đâu. Chín ba chín mươi hả? Quýnh mười một không có soi đại tiếng đầu đụng mày có mình cũng đang ngồi soi nè sư tư được tài trợ dây gì đó rồi còn soi gò nữa chứ soi gò nữa chứ hôm bữa nay có tài trợ không có bữa nay tài trợ 10 triệu ai bên Qua Gia Thành nè ủa ai đại diện Qua Gia Thành nè bên này đại diện Qua Thành có biết đâu cục này chậm chứ sao con đưa ra ống dụ rồi cá chậm chạy đi nó đụng má nó luôn là nó ăn dưa lắm nên chuyện quýnh đụng má bún nhiều đụng má trứng lắm thằng sao quýnh khỏi trứng gì khỏi chụp luôn bữa ông mấy kêu ai đi chung à yes. Bữa kêu ai đi chung trước lúc anh chưa điện kêu ai đâu tính điên mình hả ừ cảm ơn điên mình là đâu mẹ cá mắm người sao bắt dạ yeah, mẹ cá cũng mấy hồ này mà đụng có điên mình là bò cá là khỏi bắt luôn á bởi vì với bộ hỏi như này thôi không thực tình dựng ngay cái lỗ quan vậy ngay chỗ quan vậy đây này còn bò không ta còn rồi mắc bò đó cái gì rồi mắc bò 11 ngày 12 tiếng trước chọc cái chuyện nhất lỗ mình chúng có còn bò nãy giữ nó dựng lên ba số hai số ba bạc có đủ má quát lửa nữa cái gì
chi ta. Qua nói chi á, bình thường quýnh đâu vậy không? Hôm qua tưởng nói là vụ cô chi ta. Chi rồi nhất ngày này nhiêu cái? Trắng à? Cá có xôi tới 11, 12 ký rồi mới xôi. Xôi tuyệt đối luôn á. Đây, lâu. Được mấy con rồi thầy ơi? Nghe được mấy con? Có mà có trong ấy, có trong video có. Bờ bên này thấy nhỏ hơn bờ bên kia. À quên. Keo. Hai lưỡi rồi, hay năm lưỡi vậy? Đứt lưỡi nãy hả? Lập sức lại tí nha.
lúc xúc lại, có lúc xúc lại luôn. Alo, chào anh Tịnh. Đâu có. Hả? Đâu có, không có, đâu nói em đâu. Lóc đó hả? Gì vậy? Anh đâu ăn bún đâu vậy? Nói thầy vô mà ra rồi không, anh không đi rồi, chụp luôn rồi. Giờ mập tầm tiếng hơn. Mình mập giờ á. À, 11, 12 giờ chứ. 12 giờ. Còn ai ta? Giờ mới có 10 giờ à, 12 giờ đi. Chết rồi. Giờ hèm cái điện thoại rồi. Má anh cái điện thoại cũng không rồi. Được rồi. Nãy con kia 92, 93 vậy đề mình. Nãy con kia 92, 93 vậy đề mình. Con này chỉ có đó.
vậy. Xuống ngâm ngâm được vậy là đặt máy được. Còn mình rớt nước rồi, rớt đây à, rớt tê à. Vô cũng phải ra. Chột mà nó bung luôn rồi. Rất lắm. Mình biết con chết luôn rồi. Gỡ cò đi anh, mấy cái lên chậm thì gỡ cò đi.